thì từ từ gán mà hiểu. Có người nào mà cứ nhắn tin hay comment chửi Kiệt á, nhớ cho Kiệt cái tên, cái hình để Kiệt xin. Nếu không á, quý vị sẽ không có được Chúa rước đó nghe. Thì Kiệt cũng sẽ bị cha la đó, nói con không có làm hết khả năng để mà cứu họ. Chúng sanh á, giống như một đàn cừu ngây ngô lắm, có người chỉ đường là không đi, mà những cái gì ma quỷ cám dỗ thì chạy theo rầm rầm. Thì thấy đa số là vậy. Thì hồi nãy chị có nói từ đầu clip là năm loại người á, họ rất là chướng cứng đầu, khó khó có hiểu. Trần Thị Kim